anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, tại thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946 782 982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì anh em sáng nay được biết là vô game mà bắt đầu bảo trì nha anh em. À, bảo trì đã chuẩn bị cho cái gọi là update lên FCY. Thì đó, cái bảo trì này á thì tầm 7 tiếng nha anh em. 7 tiếng thì khoảng tầm 2 giờ trưa nay á thì bắt đầu anh em mới vô game được. Đó. Thì nói chung hôm nay mình làm một clip gọi là cập nhật tình hình cho anh em, với lại làm một cái gọi là những đội hình kỷ niệm của anh em cái mùa giải cũ. Đó, để chào tạm biệt cái FIFA Mobile và chuẩn bị update lên FC Mobile. Đó. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô những chi tiết gọi là cập nhật cho anh em thông tin về FC Mobile hôm nay ha. Rồi cái gì đó khoảng 7 tiếng sau mình bắt đầu gọi là update lên FC Mobile, bắt đầu làm clip tiếp anh em, làm clip mới, mùa giải mới ha. Ok anh em, thì bây giờ cái màn hình anh em đang thấy là nó thông báo cho anh em là cái cập nhật ha, cái cập nhật update, anh em phải chờ thôi. Đó, nói chung là sáng giờ là không vô game được rồi đó. Nói chung là anh em nào mà chưa làm cái gọi là hình một cái layup hình cao nhất nè, hoặc là chưa lên gì đó thì rất là nguy hiểm nha anh em, rất là nguy hiểm. Thì anh em ráng cố gắng, bây giờ không vô được đâu, giờ chỉ cần update thôi, phải chờ update thôi. Tại vì mình đã nhắc nhở anh em rất là nhiều hôm qua rồi, làm clip hôm qua rồi. Đó, set up một đội hình nè, link ad nè, rồi làm tất cả các thứ để chuẩn bị cho cái mùa giải mới rồi. Đó, hôm nay mình chỉ là gọi là nói lại cho anh em thôi, còn vô game không được rồi, thua rồi anh em. Anh em là chưa làm là thua rồi, là thua rồi. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ cập nhật một số thông tin gọi là mới nhất về FC Mobile trong cái buổi live stream của cái một bạn bên EA anh em. Đó, ok anh em. Bây giờ mình vô cái thông tin đầu tiên ha. Lên trang Twitter nha anh em. À đây, mình sẽ dịch tiếng Việt cho anh em ha. Sự kiện chào mừng đến với FC Mobile sẽ diễn ra sau 6 giờ nữa. À, cái này là đang lúc hồi nãy nên nó còn 6 tiếng nữa. Thì mình tính toán là tầm 2 giờ trưa nay là bắt đầu vô game được rồi đó. Đó, thì ok anh em, tiếp tục là cái sự kiện đầu tiên sẽ vô sẽ là yêu cầu quà tặng đặc biệt. Và có nghĩa là sẽ tặng cái quà đặc biệt cho mình cái theo cái over cái đội hình mình mùa trước anh em. Đó. Chơi các trận đấu và trò chơi kỹ năng để lấy điểm. Đó, cái này là cái sự kiện đầu tiên. Đó là sự kiện kick off nè và sự kiện Champions League nè. Đó. Kiếm người chơi chào mừng mới. Đó, cái này là thì kick off anh em. Đó. Từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 anh em, nói chung là sự kiện diễn ra trong vòng 1 tháng. Đây là những cái hình ảnh gọi là cầu thủ của sự kiện mới anh em, FC Mobile nè. Đây. Đó, có Gacincha nè, còn Socrates là mình mang qua nè anh em. Đó, và Mastan nè, Matthau nè, Luis Figo nè, Esto nè, Cavani là mình mang qua luôn. Còn Riquelme nè, còn Hero nè, Vires nè, Ronny nè. Ô, hôm nay có Cavani anh em. Ôi, Cavani anh em ơi. Đấy là mới nha anh em. Đi câu nè. Còn Pepper Top anh em. Đấy, Pepper Top nữa. Đấy. Đây là một số icon mới trong cái mùa giải mới anh em. Đó. Tiếp tục nha anh em. Ngoài những cầu thủ là Eden Hazard nè, còn Rai nè, còn là Van Dijk nè, còn Neymar nè, Son nè, Fernandes nè, Laporte nè, Kinsai nè, đây Janiolo nè, đấy Arabas nè. Nói chung là một số cầu thủ mới anh em, Sanchez rồi, Ancipati nè, Ravenver nè, Kudus nè, Wijnaldum nè, đấy. Tiếp tục anh em. Đây tiếp là Mbappe nè, Marquinhos nè, Depay nè, Dembele, Colomani nè, Cancelo nè, Felix nè, Hernandez nè, đây là Dede nè, còn là Silva nè, Rahim nè, Luke Bakayoko nè, còn Blin. Đó, nói chung là đây là những cầu thủ trong cái sự kiện mà chào đón sự kiện mới anh em. Đó, một cầu thủ ha. Thì nói chung là mình cho anh em con sói thôi, cập nhật cho anh em thôi, thì anh em vừa chơi sẽ có. Nói chung là phải chờ thôi. Đó, đó là những gì cập nhật của FCY nè. Tiếp tục cho anh em, một số thông tin tiếp tục cho anh em. Đây, để dùng trang Twitter của FCY ha. Để coi nè. Đó, đây. Để mình xem có gì cho anh em ha. Đây anh em, cái cập nhật báo này cho anh em nè. Đây. Chúng tôi hiện đang tiến hành bảo trì cho mùa giải FCY mới. Đó, hẹn các bạn trên sân sau 7 giờ nữa. Cái này nó update lúc 7 giờ sáng anh em. Có nghĩa là 7 giờ sau, có nghĩa là 14 giờ. Mình là 2 giờ trưa. 2 giờ trưa là bắt đầu nó update cho mình ha. Bắt đầu vô chơi được. Đó. Ok anh em, để coi có tin tức gì nó cho anh em ha, cập nhật ha. Cái buổi live stream hôm qua thì nó vẫn thông báo cho anh em mình nè, live stream nè. Thì bây giờ mình sẽ vô cái trang FIFA by Forum đi nè. Nó có chụp hình một số cái buổi live stream á. Tại mình FIFA by Forum ha. Đây. Đây anh em, đây. Cho anh em xem đây. Bây giờ mình dịch cho anh em ha.
nó cập nhật một số thông tin chi tiết, không chi tiết lắm anh em, mà nó cập nhật thông tin sơ sơ cho anh em để cái mùa giải mới hơi tổng hợp cái bộ livestream anh em. Đây nè, chế độ Chemlist cung cấp token mà bạn có thể sử dụng trong ưu đãi của cửa hàng, có nghĩa là mình đang chơi sự kiện Chemlist đó, đầu mùa anh em đó, đó đầu mùa. Tiếp tục ha, trong sự kiện mới hãy thu thập các mảnh tam giác khác nhau để nhận thẻ over 108 over, sorry anh em, over 85 cộng mỗi tuần giới hạn 4 lần đó. Chơi các trò chơi và trận đấu kỹ năng trong sự kiện và tiêu điểm của bạn trên đường đi để có được người chơi. Hoàn thành hai đường dẫn phần thưởng để over 88 over chia sẻ miễn phí. Có 3 sàn giao dịch bắt đầu có thể xem trong hình. Thẻ mới nghe nhạc 3D di chuyển điện thoại xem điều kỳ diệu. Cái thẻ 3D anh em, thẻ 3D cực kỳ đẹp. Miễn phí 88 over Vinicius trong Starbucks đầu tiên. Starbucks miễn phí anh em, đầu tiên anh em. Đấy, quá tuyệt vời anh em. Đó, đây là tổng hợp của trang FIFA Odom cho mình cái sự kiện đầu tiên anh em. Chào mừng đến FC O3 anh em, với sự kiện Champions League. Đó. Đây anh em, đây là một số hình ảnh nè cho anh em xem nè. Đây. Chơi sự kiện nè, xong rồi đổi điểm nè. Đó, cũng y chang như cái FIFA Bay đời cũ anh em, cũng không khác gì nhiều mấy đâu anh em, chỉ là thay đổi cái tên và thay đổi cái gọi là cái thẻ thôi. Đó. Cách chơi thì cũng tương tự, không có gì khác, đổi thẻ rồi star pass rồi đi lấy điểm rồi. Đó anh em thấy không? Cũng không có gì khác anh em. Anh em xem chương trình nó tổng hợp lại cho anh em ha. Y chang thay đổi cái icon thôi, với lại cái logo thôi anh em. Đấy. Thì nói chung hôm nay mình tổng hợp cho anh em trước cái FC O3 như thế nào trên trang FIFA Mobile Forum và trang FC Mobile của bên EA anh em. Đó. Nói chung là tổng hợp thôi chứ sáng giờ anh em đấu vô game được đâu. Đó, mình nói trước cho anh em thôi. Tí nữa khoảng tầm 2 giờ chiều anh em sẽ vô game được và anh em bắt đầu chơi skip. Thì ok anh em, đó là những tổng hợp sáng nay cho anh em để anh em cập nhật tình hình ha. Và bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những hình ảnh đội hình của anh em để làm kỷ niệm trong clip này luôn. Đó là kỷ niệm luôn, tại vì làm hơi trễ anh em, hơi trễ chút tại vì cũng cập nhật thông tin cho anh em hơi nhiều nhưng mà không có thời gian làm nhiều. Ok anh em, thì bây giờ mình sẽ vô những đội hình của anh em làm kỷ niệm. Staying up when I